Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 72, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập Bài tập 1 đề bài yêu cầu các con đặt tính rồi tính với các phép tính chia một số thập phân cho một số thập phân Chúng ta cùng ôn tập lại cách chia một số thập phân cho một số thập phân đã học Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Bài 1. Câu A. Cô có phép tính 17,55 chia cho 3,9. Chúng ta quan sát. Phần thập phân của số chia có một chữ số, như vậy cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số. bỏ dấu phẩy ở số chia. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính 175,5 chia cho 39. Cô thực hiện như sau. 175 chia cho 39 được 4. 4 x 39 bằng 156. 175 trừ 156 bằng 19. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Cô có 195. 195 chia cho 39 được 5. 5 x 39 bằng 195. 195 trừ 195 bằng 0. Câu B. 0,603. chia cho 0,09 Phần thập phân của số chia có hai chữ số, như vậy cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải hai chữ số. Sau đó cô bỏ dấu phẩy ở số chia chúng ta sẽ thực hiện phép tính 60,3 chia cho 9. Cô tiếp tục lấy phần nguyên của số bị chia, chia cho số chia. 60 chia cho 9 được 6. 6 x 9 bằng 54, 60 trừ 54 bằng 6. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số 3, chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia.

chia cho 0,26. Phần thập phân của số chia này có hai chữ số, như vậy cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải hai chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 30,68 chia cho 26. Cô thực hiện như sau. 30 chia cho 26 được 1. 1 x 26 bằng 26, 30 trừ 26 bằng 4. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Cô có 46. 46 chia cho 26, được 1. 1 x 26 bằng 26. 46 trừ 26 bằng 20. Tiếp tục hạ chữ số tiếp theo ở phần thập phân của số bị chia xuống. Hạ 8,

chia cho 4,63. Phần thập phân của số chia này có 2 chữ số, như vậy cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia 98,156 sang bên phải 2 chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện phép tính 9815,6 chia cho 463.

555 trừ 463 bằng 92. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Cô hạ 6, 926 chia cho 463 bằng 2. 2 x 463 bằng 926, 926 trừ 926 bằng 0. Như vậy, Cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 72, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 2 đề bài yêu cầu các con tìm x. Câu A là dạng bài tìm x quen thuộc chúng ta đã từng làm. Với câu B và câu C, về bên trái ta có một biểu thức chứa x, về bên phải là một biểu thức. Biểu thức đó là phép nhân hai số thập phân. Như vậy, với câu B và câu C, trước hết chúng ta sẽ phải tính giá trị của vế phải sau đó xác định vị trí và vai trò của x trong phép tính để có thể tìm x cụ thể ở các câu a b c x đều là thừa số chưa biết muốn tìm x hay chính là tìm thừa số chưa biết ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết câu a x là thừa số chưa biết như vậy, x sẽ bằng tích của phép tính là 72 chia cho thừa số đã biết là 1,8. Đặt phép tính ra nháp, cô có 72 chia cho 1,8. 72 hay chính bằng 72,0. Như vậy phần thập phân của cả số bị chia và số chia đều có một chữ số. Cô bỏ dấu phẩy ở cả số bị chia và số chia. Chúng ta thực hiện phép tính 720 chia cho 18. 72 chia cho 18 bằng 4. 4 x 18 bằng 72. 72 trừ 72 bằng 0, viết 0. Hạ 0 0 chia 18 bằng 0, 0 nhân 18 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy, chúng ta có kết quả 72 chia 1,8 bằng 40. x bằng 40. Câu B, cô có x nhân 0,34 bằng 1,19 nhân 1,02 chúng ta tính giá trị vế phải trước. Vì vậy, cô giữ nguyên vế bên trái. 1,19 nhân 1,02. Ta đặt tính ra nhé. 2 x 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, nhớ 1 bằng 3, viết 3. 2 x 1 bằng 2, 0 x 9 bằng 0. 0 x 1 bằng 0, 0 x 1 bằng 0. 1 x 9 bằng 9. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Cộng các tích cô có 8 hạ 8. 3 cộng 0 bằng 3. 2 cộng 0 bằng 2. 2 cộng 9 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 0 cộng 1 bằng 1. Nhớ 1 bằng 2. Viết 2. 1 hạ 1 Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 4 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 4 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 1,2138. Đây chính là tích của phép tính. Như vậy, để tìm x, cô sẽ lấy tích vừa tìm được là 1,2138 chia cho 0,34 chính là thừa số đã biết. đặt tính ra nháp, cô có 1,2138 chia cho 0,34. Phần thập phân của số chia có 2 chữ số, như vậy cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải 2 chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta thực hiện phép tính 121,38 chia cho 34 như sau. 121 chia cho 34 được 3

238 chia cho 34 bằng 7. 7 x 34 bằng 238. 238 trừ 238 bằng 0. Như vậy, cô được kết quả của phép tính bằng 3,57. X bằng 3,57. Câu C. X nhân 1,36 bằng 4,76 nhân 4,08. x nhân 1,36 bằng cô tính giá trị với phải 4,76 nhân 4,08 8 nhân 6 bằng 48 viết 8 nhớ 4 8 nhân 7 bằng 56 nhớ 4 bằng 60, viết 0, nhớ 6. 8 x 4 bằng 32, nhớ 6 bằng 38. 0 x 6 bằng 0, 0 x 7 bằng 0, 0 x 4 bằng 0. 4 x 6 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 4 x 7 bằng 28, nhớ 2 bằng 30, viết 0, nhớ 3. 4 x 4 bằng 16, nhớ 3 bằng 19. Cộng các tích cô có 8 hạ 8, 0 cộng 0 bằng 0, 8 cộng 0 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1, 3 cộng 0 cộng 0 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4, 9 hạ 9, 1 hạ 1. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 4 chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 4 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng

19,4208 chia cho 1,36. Phần thập phân của số chia có hai chữ số. Như vậy, cô chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải hai chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta thực hiện phép tính. 1942,08 chia cho 136. Cô có 194 chia cho 136 được 1.

như vậy cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 2. Cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 3, trang 72 sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 3 đề bài như sau: Biết 5,2 lít dầu cân nặng 3,952 kg, hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg? Cô giáo tóm tắt đề bài như sau: 3,952 kg là cân nặng của 5,2 lít dầu. Hỏi, nếu chúng cân nặng 5,32 kg thì có tất cả bao nhiêu lít dầu? Để giải bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, ta tính cân nặng của 1 lít dầu bằng cách lấy cân nặng của 5,2 lít dầu là 3,952 kg chia cho 5,2. Bước 2, ta tính số lít dầu bằng cách lấy cân nặng của chúng là 5,32 kg chia cho cân nặng của 1 lít dầu vừa tính được ở bước 1. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Lời giải đầu tiên Cô đi tính 1 lít dầu cân nặng số kg là Cô lấy cân nặng của 5,2 lít dầu là 3,952 chia cho 5,2 Đặt tính ra nháp ta có 3,952 chia cho 5,2 Phần thập phân của số chia có một chữ số Như vậy, cô chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số Đồng thời bỏ dấu phẩy của số chia Chúng ta thực hiện phép tính 39,52 chia cho 52 39 chia cho 52 được không? 0 x 52 bằng 0. 39 trừ 0 bằng 39. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, đồng thời hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia xuống để tiếp tục chia. Ta có 395 chia cho 52, được 7. 7 x 2 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 7 x 5 bằng 35, nhớ 1 bằng 36. 395 trừ 364 bằng 31 hạ 2. 312 chia cho 52 được 6. 6 x 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 x 5 bằng 30, nhớ 1 bằng 31. Như vậy 312 trừ 312 bằng 0. 1 lít dầu cân nặng 0,76 kg. Như vậy, nếu chúng cân nặng 5,32 kg ta có số lít dầu là Chúng ta lấy 5,32 Chia cho 0,76 Ta có 5,32 Chia cho 0,76 Phần thập phân của cả số bị chia và số chia đều có hai chữ số Như vậy cô có thể bỏ đi dấu phẩy của cả hai số

7 lít dầu. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 3, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 72, sách giáo khoa Toán lớp 5 bài luyện tập. Bài tập 4 đề bài yêu cầu các con tìm số dư của phép chia 218 chia cho 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương. Như vậy, với bài tập này, trước hết các con sẽ thực hiện phép tính chia 218 chia cho 3,7. Các con lưu ý, khi chia đến chữ số thứ hai ở phần thập phân của thương thì chúng ta dừng lại và đi tìm số dư của phép chia. Để tìm số dư của phép chia, chúng ta tìm bằng cách gióng một đường thẳng từ dấu phẩy của số bị chia ban đầu. Ta coi 218 chính bằng 218,0. Như vậy, khi gióng một đường thẳng từ vị trí của dấu phẩy của số bị chia xuống tới vị trí của số dư, chúng ta sẽ tìm được số dư của phép tính. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Trước hết, cô thực hiện phép tính chia. 218 hay chính bằng 218,0. Như vậy, phần thập phân của cả số bị chia và số chia đều có một chữ số. Cô bỏ dấu phẩy ở số bị chia và số chia. Chúng ta thực hiện phép tính 2180 chia cho 37. 218 chia cho 37 được 5. 5 x 37 bằng 185. 218 trừ 185 bằng 33. Hạ 0. 330 chia cho 37 được 8. 8 x 37 bằng 296. 330 trừ 296 bằng 34. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, đồng thời viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư. Cô có 340 chia cho 37 được 9. 9 x 37 bằng 333. 340 trừ 333 bằng 7. Tiếp tục viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư mới cô có 70 chia cho 37 được 1. 1 x 37 bằng 37. 70 trừ 37 bằng 33. Đến đây chúng ta dừng lại vì đề bài yêu cầu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương. Để tìm số dư, ta gióng một đường thẳng ở bên phải chữ số 8 của số bị chia giống một đường thẳng ở bên phải chữ số 8 của số bị chia xuống chí bên phải chữ số 8 của số bị chia chính là vị trí của dấu phẩy. Như vậy, cô biểu diễn đường thẳng ở bên phải chữ số 8 của số bị chia giống được như sau. Như hình vẽ trên. Đường thẳng được gióng từ bên phải chữ số 8 hay chính từ vị trí của dấu phẩy của số bị chia gióng đến vị trí của số dư chính là đường kẻ mờ mà cô vừa biểu diễn. Như vậy, ta thấy số dư là vị trí mà đường thẳng đi qua chính là vị trí của dấu phẩy. Các vị trí không có chữ số ta coi bằng 0. Như vậy, số dư là 0 phẩy 033. Ta thử lại. Thương chúng ta tính được bằng 58 91 nhân với số chia 3,7 rồi cộng với số dư 0,0 33 Đối với những biểu thức có cả phép tính nhân và phép tính cộng chúng ta thực hiện phép tính nhân trước phép tính cộng sau Cô thực hiện phép tính nhân 58,91 nhân 3,7 7 x 1 bằng 7

cộng các tích cô có 7 hạ 7, 3 cộng 3 bằng 6, 2 cộng 7 bằng 9, 1 cộng 6 bằng 7, 4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 1 nhớ 1 bằng 2, viết 2. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 3 chữ số, như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 217,967. Với 0, 0, 217, 967, cộng với 0,033 217,967 cộng 0,033 7 cộng 3 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 9 cộng 0 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 7 cộng 0 bằng 7, nhớ 1 bằng 8, viết 8. 1 hạ 1, 2 hạ 2. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của các số hạng, cô được kết quả bằng 218,000, hay chính bằng 218. Như vậy, sau khi thử lại, ta thấy các số liệu khớp với số mà đề bài đã cho. Ta kết luận. Vậy số dư của phép chia hai trăm tám chia cho ba bảy nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,033 như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 72, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.